Vị Thanh, giáo viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh, giải ba hội thi cấp thành phố. Thưa các đồng chí, thì trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2021-2030. Có thể nói thì mỗi chi đảng bộ sẽ có một cách tiếp cận riêng, cách vận dụng riêng phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ này trong 10 năm tới. Sau đây xin mời các đồng chí cùng theo dõi chương trình của thí sinh Võ Thị Lan Phương đến từ đảng bộ thành phố Vị Thanh với chủ đề vận dụng 6 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 trong văn kiện đại hội 13 của Đảng và quý vị. Nói đầu tiên, tôi xin phép gửi đến quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi tên Võ Thị Lan Phương, đến từ chi bộ trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Hôm nay tôi rất vinh dự đại diện cho đơn vị thành phố Vị Thanh tham dự hội thi báo cáo viên tuyên truyền biểu giỏi tỉnh Hậu Giang năm 2021. Đến với hội thi hôm nay, tôi xin phép báo cáo với các đồng chí chuyên đề vận dụng 6 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 trong văn kiện đại hội 13 của Đảng và Ban Thường vụ. Kính thưa các đồng chí, đã bao mùa xuân, đất nước ta hôm nay tiến lên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong niềm cảm xúc dạt dào đó, lòng người càng biết ơn Đảng, càng nhớ Bác và càng vững bước vào tương lai. Vững niềm tin trước bão tố chẳng lai, cùng tiến bước trên con đường đổi mới, người học lại đảng ta vĩ đại, những con tàu thẳng hướng tới tương lai. Hòa trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón mùa xuân mới, xuân Tân Sửu 2021, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội với 1.587 đại biểu về dự. Đại hội 13 của Đảng là sự kết tinh trí tuệ và đầy bản lĩnh của một chính đảng có lịch sử 91 năm với hơn 5 triệu đảng viên của một đất nước gần 100 triệu dân. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, văn kiện đại hội 13 của Đảng đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực vươn lên của cả dân tộc ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn thể dân tộc ta. Với những ý nghĩa đặc biệt ấy, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Vị Thanh nói chung, cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh nói riêng đã học tập và quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Để chúng ta có thêm những thông tin và nhận thức sâu sắc hơn, mới mẻ hơn về việc vận dụng 6 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 vào thực tiễn, tôi xin phép mời các đồng chí sang phần nội dung của chương trình. Chương trình báo cáo của tôi gồm có hai nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ năm 2021 đến năm 2030. Nội dung thứ hai là việc vận dụng 6 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 và thực hiện. Kính thưa các đồng chí, với mục tiêu nâng cao sức chiến đấu năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 chúng ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau. Nhiệm vụ thứ nhất là về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ở nhiệm vụ này, Văn kiện Đại hội 13 nhấn mạnh tập trung đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Hai là nhiệm vụ về phát triển kinh tế. Ở nhiệm vụ này, Văn kiện Đại hội 13 nhấn mạnh tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đã chào vaccine COVID-19 cho cộng đồng, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ba là về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Ở nhiệm vụ này, Văn kiện Đại hội 13 xác định giữ vững độc lập tự chủ, kiên quyết kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển. 4 là về văn hóa xã hội. Đại hội 13 nhấn mạnh khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hội nhập quốc tế. 5 là về dân chủ xã hội, nghĩa kết toàn dân tộc. Văn kiện Đại hội 13 nhấn mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế và cải kỷ cương xã hội. Nhiệm vụ thứ 6 là về tài nguyên môi trường biến đổi khí hậu. Ở nhiệm vụ này, văn kiện xác định xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, trọng tâm là đất, nước, khoáng sản, cải thiện bảo vệ môi trường, chủ động tích cực trước những cái sự biến đổi của khí hậu. Và trong thời phạm vi thời lượng cho phép hôm nay, tôi xin đi vào trình bày hai nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm tôi vừa nêu, chính là nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và nhiệm vụ về phát triển kinh tế. Còn các nhiệm vụ trọng tâm còn lại và nội dung thứ hai xin các đồng chí xem trong đề cương báo cáo. Kính thưa các đồng chí, trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo, người hy sinh lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta đã khẳng định và nhận nhận. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chỉ không vô tư, phải giữ gìn đảng ta trong sạch, phải là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất đó là nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ở nhiệm vụ này, Đại hội 13 nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo và thẩm quyền của Đảng. Vậy vì sao phải đổi mới phương thức lãnh đạo và thẩm quyền của Đảng? Rõ ràng thực tiễn phát triển hơn 30 năm của đất nước ta đã chứng minh cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là yếu tố quyết định nhất dẫn đến mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đã được nhân dân ta thừa nhận và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, đứng trước thời cơ mới, thách thức mới, Đảng cần phải đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo và thẩm quyền của Đảng để góp phần vào đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Đồng thời xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cho thấy từ nay sẽ không còn thể hiện hạ cánh an toàn đối với bất kỳ ai khi bàn tay đã nhúng chạm. Đó cũng là đòi hỏi, là yêu cầu tất yếu để giữ cho đảng ta trong sạch, vững mạnh vì cuộc sống của nhân dân, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói. Kỷ luật phải người để cứu muôn người, nhằm tăng cường niềm tin, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược, là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Điều này lúc sinh thời đã từng được bác đặc biệt quan tâm. Người khẳng định rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy ta cần tuyên dương, khích lệ, động viên các cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương
biệt trong hành động vì lợi ích chung. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, thì vai trò năng lực phẩm chất của người lãnh đạo càng phải được thể hiện rõ. Ta đã thấy các lãnh đạo lúng túng hay ngay khi bị thủ tướng chất vấn về phòng chống dịch, nhưng cũng có lãnh đạo lại mạnh dạn đưa ra những quyết sách xé đào nhằm cứu nhân vượt qua đại dịch. Điển hình cho tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên là bà Lê Thị Hoài Liên, hiện là bí thư quận ủy quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Thì cách đây hơn một tháng, trước tình hình dịch Covid-19 tấn công quận 6, khi số ca tử vong và số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cấp phải có giải pháp quyết liệt để cứu mạng người dân là trên hết. Trước tiên nên nghĩ đến việc cấp hai loại thuốc để điều trị cho những bệnh nhân F0 nhằm ngăn chặn bệnh tình trở nặng. Trước tình huống nước sôi lửa bỏng của người như cứu quả đáng, bí thư Hồ Riêng đã thẩm vấn nhiều ý kiến bác sĩ và được biết người có triệu chứng bị bệnh uống hai loại thuốc trên là bình thường, chỉ một số ít là trong chỉ định. Vì vậy bí thư Hồ Riêng đã dũng cảm quyết đoán xé đào khi chỉ đạo triển khai phân phối ngay hai loại thuốc trên để điều trị cho những bệnh nhân F0. Dù trong lúc đó chưa được sự cho phép của Sở Y tế. Nếu xét về nguyên tắc thì chỉ đạo đó của bà là xé đào. Xong, nếu không xé đào thì làm sao cứu được sức khỏe người dân? Trong giờ quyết định sống còn này, bí thư Hồ Riêng đã dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thật không ngờ quyết định xé đào của bí thư ấy đã làm giảm số ca tử vong xuống từng ngày. Và ngay sau đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phân phối hai loại thuốc điều trị trên cho cả Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã đích thân xuống quận 6 để biểu dương lãnh đạo quận 6 trong công tác phòng chống dịch. Đó thực sự là một tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Mặc dù hành động đó của bà có thể trả giá bằng sứ mệnh chính trị của mình, nhưng một khi lãnh đạo đã vì dân, họ sẽ nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước dân. Chính vì thế càng được nhân dân yêu mến và tin tưởng. Kính thưa các đồng chí, nếu như trước đây thế giới biết đến Việt Nam chủ yếu qua các cuộc chiến tranh người quốc, thì hôm nay Việt Nam được thế giới biết đến bởi một góc độ, một cách nhìn khác đa dạng hơn. Vì thế đất nước và uy tín đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. Nền kinh tế có phát triển vượt bậc so với những năm trước, đã góp phần khẳng định vị thế của nước ta, bởi lẽ kinh tế là tự do cho sự phát triển. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm thứ hai mà đảng đề ra đó là nhiệm vụ về phát triển kinh tế. Ở nhiệm vụ này, văn kiện đại hội 13 nhấn mạnh tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng. Vậy vì sao nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế mà lại tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng? Rõ ràng, để kinh tế phát triển thì đất nước phải ổn định. Mà dịch bệnh kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân mà còn ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và xã hội. Chính vì vậy, để phát triển kinh tế vững mạnh thì đảng ta phải khống chế kiểm soát được đại dịch Covid-19 để người dân có thể an tâm lo cho sản xuất, góp phần ổn định kinh tế xã hội. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, khi xuất hiện nhiều biến chủng mới và nhiều nước trên thế giới đã bất chợt, đặc biệt tình hình dịch đã diễn biến rất phức tạp, căng thẳng và bùng nổ ở các nước Đông Nam Á, thì việc kiểm soát đại dịch, tiêm chủng vaccine đại trà Covid-19 cho cộng đồng là một nhiệm vụ trọng tâm và bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Cuộc chiến này là của cả hệ thống chính trị chứ không của riêng cơ quan nào. Với tinh thần trong dịch như trong cảnh, toàn đảng và toàn dân ta đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như tuân thủ thông điệp 5K, thực hiện tốt, thực hiện nghiêm các chỉ thị của chính phủ. Thưa các đồng chí, mặc dù dịch bệnh ở giai đoạn hiện tại đã qua rồi cái đỉnh của dịch rồi, nhưng mà rõ ràng trước những cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay thì vai trò chỉ đạo của đảng và chính phủ là rất quan trọng trong cái công tác phòng chống dịch. Chính vì thế, chính trong đại dịch chúng ta càng cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của đảng và chính phủ.
đều cảm nhận một cô giáo chú Ngọc Thanh trong bài thơ Đất nước ở trong tim như vang vọng mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa? Trong cuộc chiến này chẳng có ai bị ở lại. Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên. Có thể khẳng định rằng với những biện pháp quyết liệt và sâu sắc của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã thực hiện thắng lợi được mục tiêu kép. Khi dịch Covid-19 cơ bản vẫn được khống chế, kiểm soát, ngăn chặn số ca lây nhiễm trong cộng đồng, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng thời vẫn đảm bảo được phúc lợi an sinh xã hội, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, thích nghi với trạng thái bình thường mới. Và rất đáng tự hào khi Hậu Giang của ta là một trong những tỉnh kiểm soát đại dịch tốt được chính phủ khen ngợi. Có được kết quả trên phải kể đến sự lãnh đạo kịp thời, sáng suốt của người đứng đầu tỉnh, đó là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành. Đặc biệt với những biện pháp quyết liệt sâu sắc của Tỉnh ủy Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, trung tâm tỉnh đã sớm thiết lập được vùng xanh, vùng an toàn không có dịch bệnh. Tuy nhiên, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, do đó cần phải có những quyết sách để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ở nhiệm vụ này, Đại hội 13 chỉ rõ cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Có thể khẳng định rằng nền kinh tế thị trường là thành quả văn minh của nhân loại. Nền kinh tế thị trường đã có từ khi con người dùng vật nghe giá để trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì lại là thủ riêng của Việt Nam. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra của Đảng ta là phải phát triển kinh tế nhưng phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa để thế và lực của quốc gia tiếp tục được tăng cường, niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Thứ hai, cần phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phố thực tế, các loại hình sản xuất kinh doanh. Thứ ba, có chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong nông nghiệp. Và thứ tư là cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để khoa học và công nghệ thực sự là động lực chính của sự tăng trưởng kinh tế. Trên màn hình là một số thành tựu của công nghệ của công nghiệp 4.0 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kính thưa các đồng chí, Hậu Giang ta là một tỉnh thuần nông, nhưng các hoạt động của trong cái lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có bước chuyển biến vượt bậc. Nhiều lĩnh vực, nhiều ngành đã ứng dụng khoa học công nghệ vào một số ngành, một số lĩnh vực, chẳng hạn như là lĩnh vực nông nghiệp. Không còn hình ảnh con trâu đi trước, các bạn đi sau như thế này nữa, mà thay vào đó là những máy móc hiện đại. Chính vì vậy đã tăng được năng suất lao động, góp phần ổn định kinh tế của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin còn là một trong những cái điểm nổi bật của ngành giáo dục hiện nay. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khi mà học sinh không được học một cách trực tiếp như ngày xưa nữa, thì việc dạy học trực tuyến là một trong những cái thành quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Các trường đã sử dụng nhiều cái phần mềm để có thể được dạy học trực tuyến, chẳng hạn như là sử dụng phần mềm K12 online hoặc là phần mềm Zoom, phần mềm Google Meet để cái việc dạy và học trong giáo dục vẫn được diễn ra mặc dù trong dịch bệnh. Riêng bản thân tôi là một giáo viên trẻ có nhiệt huyết với nghề, tôi ý thức được tầm quan trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục. Chính vì vậy tôi không ngừng học tập, trao dồi kiến thức ứng dụng những cái thành tựu của khoa học công nghệ vào trong cái tiết dạy của mình để cho cái tiết dạy của mình trở nên hấp dẫn hơn, sinh động hơn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời đại công nghiệp.
đại hội bất kỳ đại hội còn nhấn mạnh cần thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về sở hữu trí tuệ, giải quyết các tranh chấp dân sự. Đồng thời khắc phục những điểm nghẽn trong sự phát triển của kinh tế xã hội. Kính thưa các đồng chí, trong phạm vi và thời lượng cho phép, tôi đã trình bày hai cái nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm vụ trong sáu nhiệm vụ trọng tâm tôi vừa nêu, và rõ ràng trong thực tiễn 25 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Cụ thể, kinh tế chúng ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh thiên tai khắc nghiệt. Thêm vào đó, tiềm lực quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Cụ thể, GDP năm 2020 đạt 343.6 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020 đạt khoảng 6% trên năm, riêng năm 2020 đạt 2,91%. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 3.521 USD. Rõ ràng sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển toàn diện so với những năm trước đổi mới. Và như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta cũng có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thật vậy, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã được thể hiện rõ bằng hình ảnh ta rất tự hào khi lá cờ tổ quốc ta được sánh vai với các lá cờ khác trên thế giới. Uy tín của Việt Nam còn được thể hiện qua việc nước chúng ta đã được giữ chức ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại hai nhiệm kỳ năm 2008-2009 và nhiệm kỳ 2020-2021. Riêng nhiệm kỳ 2020-2021 đạt số phiếu bầu được cao gần như tuyệt đối, 192/193 phiếu bầu. Và Việt Nam đang dần trở thành một ngôi sao sáng đối với đánh giá thế giới về chúng ta. Kính thưa các đồng chí, trên đây tôi vừa trình bày hai nhiệm vụ đầu tiên trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 trong văn kiện đại hội 13 của Đảng. Qua đó, ta nhận thấy vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định dẫn đến mọi thành công. Vì thế, dưới ngọn cờ của Đảng, ta càng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đồng thời, khắc sâu lời hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai của Đảng và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa, cốt cách tốt đẹp của vùng đất, con người, gan dạ, anh hùng như rừng nước mặn, như rừng nhạc thơ, như lời nhạc thơ Tố Hữu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang nói chung, thành phố Vị Thanh và trường Trung học Phổ thông Vị Thanh nói riêng sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đề ra, để ca khúc Đảng cho ta một mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Thuyên đã vang lên đầy sức sống, đang rung động hàng triệu trái tim mang trong mình dòng máu lạ hồng. Thông báo cáo của tôi đến đây là kết thúc. Một lần nữa, chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Xin được chúc mừng cô giáo Hương Phương vừa hoàn thành xong phần thi thuyết trình của mình. Bây giờ xin mời cô giáo cùng đến với câu hỏi của ban giám khảo ạ. Xin mời ban giám khảo. Chúc mừng thí sinh Võ Thanh Phương đã hoàn thành bài thi của mình. Bây giờ mời thí sinh Lê Quang Hồng. Trong chương trình 4 về văn hóa xã hội có nhấn mạnh cơ thể tác động phát triển các nước toàn diện hạnh phúc. Theo thí sinh, nghe lời hỏi, theo thí sinh, tác động là gì? Cơ thể tác động có giá trị như thế nào trong cuộc sống của bản thân thí sinh?
Xin ra các bạn câu hỏi. Câu hỏi là bỏ qua cái phần tôi nói là đầu đi. Cái chân ta nói rõ là tác dụng sống là gì, nó tác dụng quan trọng là gì, và hơi hơi về tác dụng của giá trị như thế nào trong thực tiễn cuộc sống và trong thí sinh. Trước tiên xin cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn giám khảo ạ. Sau đây em xin phép được trả lời phỏng vấn của em. Trong cái nhiệm vụ thứ 4 về trong cái nhiệm vụ thứ 4 trong 6 cái nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030, đó là nhiệm vụ về phát triển văn hóa, thì có nhấn mạnh là khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa. Thì khơi dậy khát vọng là gì? Thì em xin trả lời là khơi dậy khát vọng tức là khơi dậy có nghĩa là trong cơ bản nội hàm của nó là có rồi nhưng mà nó chưa được đánh thức, thì bây giờ nhiệm vụ của mình là phải khơi dậy khát vọng nó trong mỗi người mà để mình có thể phát triển được văn hóa nước nhà. Và chính vì cái và khi mà mình khơi dậy được cái khát vọng văn hóa đó thì mình sẽ chuyển hóa nó thành những cái hành động cụ thể để mình có những cái hành động thiết thực để mà cho cái văn hóa nước nhà của mình phát triển được. Các bạn xin rõ hơn câu hỏi có hai câu hỏi này. Câu hỏi các bạn xin hỏi của mình khát vọng là gì, tôi thì khát vọng có giá trị như thế nào trong cuộc sống, trong thực tiễn và cuộc sống của thí sinh. Hai cái hỏi này thí sinh trả lời còn chỉ cần điểm lượt qua. Dạ, khát vọng tức là những điều mình muốn làm, là những cái điều mà mình muốn vươn tới ở tương lai, đó là khát vọng. Và khát vọng nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống, trong thực tiễn, thì em xin phép được trả lời. Khát vọng nó sẽ là cái động lực, nó sẽ là cái mục tiêu để mình có thể phấn đấu, nỗ lực để mình vượt, để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoặc là mình có thể vượt qua những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống để mình tiến tới cái tương lai tốt đẹp. Cho nên cho nên khơi dậy khát vọng nó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với cái sự phát triển của cá nhân nói riêng và cái sự phát triển của xã hội nói chung. Riêng bản thân em thì là một giáo viên trẻ thì khát vọng trong em rất là nhiều. Em khát vọng cống hiến để em cống hiến cái gì, em cống hiến chút cái tư duy, chút cái kiến thức của mình để truyền được cho thế hệ trẻ, để truyền cho các em tinh thần yêu nước, tinh thần yêu dân tộc ta, để truyền cho các em không chỉ cái kiến thức mà còn truyền cho các em các kỹ năng sống để các em có thể phương tâm ở tương lai, giúp chúng ta có thể sánh vai với các người quốc năm châu trên thế giới. Em xin hết ạ. Xin chúc mừng thí sinh Phương hoàn thành xong phần thi của mình.